Sau khi từ nhà ông hàng xóm về thì phú ông có nhiều nghi hoặc là ông thấy lời của ông hàng xóm nói có vẻ là hợp lý. Làm gì có đứa trẻ con nào nửa đêm lại trèo lên nóc nhà nhà ông như thế? Làm gì có người nào có thể nhảy vút từ trên nóc nhà xuống như thế? Nhưng mà khi về đến sân nhà thì con chó trắng lại ra vẫy đuôi mừng ông về. Lúc đấy thì mọi nghi hoặc trong lòng ông lại biến mất và người chó lại thắm thiết với nhau. Rồi từ đấy nhà ông bắt đầu xảy ra nhiều chuyện, là cô con gái đầu lòng 18 tuổi tên là Vách bắt đầu mang một căn bệnh lạ và không biết cách nào có thể chữa trị được. Nhiều khi mê sảng và khi lúc tỉnh thì cô này có kể với ông bà phú ông nghe là trong mơ con cứ thấy một chàng trai trèo qua cửa sổ, nhảy vào giường và ân ái với con ABCXYZ với con ý. Nhưng mà con lại không thể nào có thể kêu lên được, con chỉ ú ớ vài ba câu thôi chứ không thể nào mà kêu lên được. Và ông bà phú ông thì lo lắng chắc là con gái mình bị trúng tà rồi. Và một mặt thì ông đã mời thầy về để chữa trị, nhưng mà cũng chả ăn thua. Và ông có làm gì đi nữa thì cái thằng thanh niên đấy nó đêm nào nó cũng vào phòng của cô Vách này thôi. Sau đó phú ông có mượn những cái người lực điền, những người làm trong nhà đến để canh phòng của cô này vào ban đêm. Và đích thân của phú ông khi thức giấc cũng xuống phòng con gái của mình. Và sau đó không chỉ có sự việc con gái của ông bị tà ma nó quấy rối, mà thi thoảng đêm khuya ông còn nghe thấy tiếng có người đang rửa bát ở ngoài vại nước. Ông với cả một người thợ cầy có chạy xuống thì chỉ thấy một bóng đen vụt qua và để lại một đống bát đĩa dơ. Và cứ đêm nào như thế thì y như rằng gạo ở trong nhà ông bắt đầu vơi đi dần, như thể có ai đang múc giữa đêm hôm vậy. Và ông bắt đầu bày tỏ nỗi lo lắng này cho hàng xóm. Và ông hàng xóm có nói là: "Đấy, tôi đã bảo ông không nghe cơ. Tất cả mọi việc này đều là do con chó trắng mũi đỏ nhà ông cả. Nó là yêu ma, chính nó đã hóa thành thằng con trai để đêm nào cũng vào ngủ cùng con gái ông đấy. Chính nó đã mời đồng loại của nó đến nhà ông ăn uống xong rồi rửa bát mà." Lời của ông hàng xóm nói càng làm cho phú ông lo lắng. Và ông hỏi ông hàng xóm là có cách nào không. Và ông hàng xóm đáp là chỉ có cách mời thầy bùa và cần nhất phải hóa kiếp cho con chó trắng mũi đỏ đấy đi. Nhưng mà bây giờ nó thành tinh rồi ông coi chừng, ý định của ông mà nó biết được à thì nó hóa kiếp cho nhà ông trước đấy. Phú ông buồn rầu ra về và ông hối hận khi đã không nghe lời của ông hàng xóm từ trước và ông quyết định trừ khử con chó trắng mũi đỏ đấy. Nhưng việc của ông không thể làm nổi, có lẽ là con chó đã biết ý định của ông. Không hiểu sao ông với cả một đống thợ mà vẫn không thể nào có thể bắt được con chó này. Nhưng mà cũng tại vì lời của ông hàng xóm khiến cho phú ông càng ngày càng lo và có mời biết bao nhiêu thầy bùa tốn kém như thế nào mà cũng không ăn thua. Rồi cho tới một đêm khuya, khi ông thức giấc và xuống phòng của cô Vách để thăm con gái của mình ấy, thì thấy những cái người lực điền